Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Hội cựu chiến binh huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ công tác hội, bên cạnh những thuận lợi khó khăn đan xen, công việc nhiều, nhưng với sự đồng thuận, nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, Hội cựu chiến binh huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đó là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, 256 tổ tự quản do cựu chiến binh làm tổ trưởng. Trong năm, hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động như Tết vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ trương của hội cựu chiến binh tỉnh về nhận đỡ đầu một thôn bản nghèo. Hội cựu chiến binh huyện đã quyên góp được 20 triệu đồng mua hai con bò giống tặng cho hai hội viên nghèo ở bản Thanh Lâm, xã Thanh Sơn đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cựu chiến binh trên địa bàn xây mới 7 nhà và sửa chữa 4 nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở. Hiện tại toàn huyện có 22 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác xã, 52 trang trại, 350 gia trại, 76 vườn mẫu của cựu chiến binh đang hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế ở các địa phương phát triển. Công tác xây dựng quỹ hội được chú trọng. Đến nay tổng nguồn quỹ nội bộ đạt gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra hội còn tham gia tích cực công tác bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ và tập hợp hoạt động của cựu quân nhân trong năm đã kết nạp được 10 hội viên cựu chiến binh vào đảng, ra mắt được 135 mô hình hội viên cựu chiến binh làm bí thư đoàn danh dự, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các tổ chức hội được chú trọng. Năm 2023 đã tổ chức tuyên truyền được 90 buổi, công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 196 hội viên mới. Về dự và phát biểu tại đây, các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã mong muốn thời gian tới hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến tận cán bộ và hội viên đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái trên không gian mạng đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát huy vai trò vị trí của hội trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường bám sát cơ sở nắm chắc tình hình quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới triển khai nhiều phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 555 năm danh sưng thanh chương 85 ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân Tổng kết năm 2023, có một cá nhân được tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh trong giai đoạn mới. Có bốn tập thể và sáu cá nhân được Hội cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu và Hội cựu chiến binh huyện cũng đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 cũng tại hội nghị này, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024. Sáng ngày 20 tháng 12, Ban chỉ đạo 389 tỉnh do đồng chí Thiều Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, làm trưởng đoàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo 389 của huyện. Trong thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện được quan tâm và chú trọng Phần lớn các vụ việc vi phạm được phát hiện xử lý kịp thời, chủ yếu liên quan đến vận chuyển, buôn bán các mặt hàng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm bánh kẹo, gia súc gia cầm, pháo nổ, đồ chơi trẻ em. Trong năm 2023, công an huyện, hai đồn biên phòng Thanh Thủy và Ngọc Lâm đã phối hợp bắt giữ và xử nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, trong đó chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hai vụ, ba bị can về tội tàng trữ hàng cấm chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền hai vụ, ba bị can, chuyển phòng PC01 điều tra xử lý một vụ, hai bị can, đã điều tra xử lý 24 vụ, 36 đối tượng về mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, thu dự 12.155 viên hồng phiến, 45,525 gam heroin, 21,205 gam ma túy tổng hợp bắt và thu giữ 130,11 kg pháo nổ và 388 điều thuốc lá điện tử. Đoàn liên ngành đã tổ chức kiểm tra vào dịp Tết Nguyên đán, tháng an toàn thực phẩm, Tết Trung Thu tại 12 xã, đã xử phạt 9 cơ sở với số tiền trên 12 triệu đồng. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thiều Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan đề nghị, Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trương cần tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cố tình kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu kém chất lượng, kiên quyết đấu tranh với hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm như ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, chủ động phối hợp nắm chắc địa bàn, kịp thời đưa ra giải pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Riêng một số kiến nghị của Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tiếp thu tổng hợp để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp giải quyết đúng quy định. Nhân lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2023, chiều ngày 19 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đã đến thăm tặng quà chúc mừng Giáng Sinh của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho linh mục Hồ Văn Trường và hội đồng mục vụ giáo sứ Sơn La của huyện Đôn Lương. Tại đây thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã gửi lời mừng giáng sinh đến linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân giáo xứ Sơn La, đón một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc, mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động sản xuất và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại đây thay mặt bà con giáo dân giáo xứ Sơn La, linh mục Hồ Văn Trường cảm ơn Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Dương đã thường xuyên quan tâm đến bà con giáo xứ, nhất là dịp lễ giáng sinh hàng năm. Ngày 19 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Thanh Tiên khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Tham dự hội nghị có các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu tại địa phương. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban phòng ngành cấp huyện, cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt, tạo sự đồng thuận cao trong đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt trên 384 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.681 tấn đạt 98,1% kế hoạch và đạt 103,9% so với cùng kỳ năm trước thu ngân sách trong năm đạt hơn 4,9 tỷ đồng Bình quân thu nhập đầu người đạt 60,8 triệu đồng một người trên một năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tập trung từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ngành công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Chuyển đổi số cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã được triển khai thực hiện khá toàn diện, hoạt động hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong năm 2023 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong năm 2024. Kỳ họp cũng đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông báo kết quả của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện, đồng thời thông báo các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã và thường trực Hội đồng Nhân dân xã trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Thanh Tiên khóa 20 đã thành công tốt đẹp và đã biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Vừa qua, Việt theo Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong tổ chức ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số, thanh toán số về dự có các đồng chí trong ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện. Thanh Phong hiện có 7 xóm, 2.000 hộ với trên 8.000 nhân khẩu, là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác chuyển đổi số. Chính vì thế, Thanh Phong đã được viện theo tài trợ một số chương trình ưu đãi trong công tác chuyển đổi số, lắp đặt miễn phí mạng Internet tại các nhà văn hóa xóm, bộ phận một cửa, quỹ ban nhân dân xã và một số điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Chuyển đổi số cho doanh nghiệp và người dân, 100% trường học trên địa bàn được thu tiền học phí qua hệ thống trực tuyến và trả tiền điện. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm ứng dụng tiếp hợp các công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp sử dụng công nghệ làm nền tảng đồng cốt, thay đổi cách thức vận hành của mô hình kinh doanh cũng như góp phần tạo ra giá trị kinh tế, sự linh hoạt tốc độ. Chiều ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm công tác giải tỏa vi phạm trồng tài lên chiếm hành lang an toàn giao thông theo nghị quyết số 27/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2024. Trong hai năm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành 4 kế hoạch, 5 quyết định, 1 công văn, 7 báo cáo và 45 thông báo về công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trong hai năm đã tổ chức 10 đợt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, trong đó có 160 m vuông mái che, 41 biển quảng cáo, 1.000 m tường bờ rào các loại, 420 m vuông đất đá xây dựng, chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn, là trên một nghìn cây. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã lắp đặt được hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, hệ thống camera, hệ thống đèn chiếu sáng, trồng hoa cây cảnh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và an toàn. Trên cơ sở đề án sản xuất vụ xuân của huyện, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024 và triển khai đến tận từng thôn xóm. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sản xuất vụ xuân năm 2024 đạt kết quả cao, trong đó quan tâm đến nước, phân bón, giống phù hợp với từng vùng đất thổ nhưỡng nhằm góp phần đưa vụ xuân năng suất cả về số lượng và chất lượng. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.